Chào anh em nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho anh em lắp ráp một cây sạp Tiger hoàn chỉnh. Một cây sạp Tiger hoàn chỉnh nha anh em. Đây là một cây sạp Tiger hoàn chỉnh. Cây sạp này nó còn mới nhưng mà nó đang bị lỗi. Nó đã bị lỗi. Lỗi rồi. Anh em nhờ mình sửa lại dùng. Cái lỗi của nó cũng không có gì quan trọng đâu anh em. Nó là nó vì cái tình trạng chữ L nó không động được, động mở được ở van một chiều chỗ cái tí xả inox này nha. Đó. Inox này cho nên nó bơm hơi cứ ra nòng bơm ra không chữ L. Tình trạng của chữ L là cái bình thường nó nằm cái trạng thái này, nằm trạng thái này nha anh em, nằm trạng thái này mà mình khi mình bóp cò là nó tụt xuống thế này, nó chọc vô lỗ này, nó chạy ra thế này xong nó trở lại y như này. Đó, ra này rồi anh em lại tiếp tục bơm. Đó. Thì bây giờ mình đã tháo ra vệ sinh và ráp vô lại thôi là đã hoạt động. Bây giờ mình gắn cái bầu hơi vào anh em. Mình đẩy, mình đã gắn vào, mình dùng cái nòng của chính nó, mình đẩy vào, đẩy vào đây, anh em cẩn thận vào đây, nhẹ nhàng, ngay nhanh, anh em, đó, anh em lấy cái đầu vịt dẹp, nhặt cái rõ này vào. Dùng tay đẩy vào. Sau khi đẩy vào rồi anh em lấy con ốc, con ốc mà giữ cái đá đó này. Anh em bắn vào vào tránh nó di chuyển rồi. Sau khi anh em đã vào rồi thì anh em ở đây nó có cái rón. Nó chặn lên ra hơi xì ra nông này nha. Xì lên trên cái quy đó. Nếu anh em quy gắn cái ron này vô thì nó sẽ làm có tiếng bụp. Rồi, anh em úp nó vào. Anh em đẩy lên cho nó băng cái lỗ trên này. Thì cái lỗ này là của nọc này phải vặn xuống đây được nha nha. Đó, anh em vặn nọc này vào. Vặn vào để cố định thôi. Rồi sau đó anh em lấy con ốc, hai ốc nhỏ, một ốc đằng trước quy, một ốc đằng sau, anh em coi ốc nào dài hơn. Còn con ngắn thường thì hai con bằng nhau. Rồi anh em vặn vào. Có cái vịt nó có 5 chấm anh em vặn vào ở đây. Vào tua vịt phải chuẩn nha anh em. Tua vịt không chuẩn là tuôn ngọc này. Rồi cả nhà mình chặt vào. Sau khi mình chặt vào rồi anh em mở con nóc này ra.
nó mới ra. Rồi anh em cho cái tí này vào, cho cái tí vào thì nhờ anh em nhờ có cái lông đen bảo vô phía đầu dài đây nha anh em. Rồi anh em phải cầm cái kem mỏi nhọn này cam kẹp vào đây mới cho vào được. Nào này ở đằng này anh em cho cái da bơm vào. Thì anh em cho vào nhìn xoay cái mặt xẻo mặt vạt bên ít với nhiều nên em đó. Nào. Đó, cho ngay cái tấm cái lỗ. Rồi rồi anh em gắn cái canh bơm này vào. Cái chốt ngắn này, chốt đây nhầm gần ra nhầm kéo chỗ rồi. Sau khi anh em kéo xuống rồi thì anh em cho cái đôi rồi vào. Anh em cho cái chốt này vào. Đó, anh em cho chốt này vào, gắn nó vào. Rồi. Lông đen vào, cầm bấm kẹp vào. Rồi anh em cho cái đầu nhôm này còn miếng cao su đen này và ra ngoài này vào vào. Rồi anh em cho cái lò xo vào. Cho đầu nhỏ vào trước nha anh em. Rồi anh em cho miếng này vào. Rồi anh em cho cái này vào. Khi vào đây có chữ sạp Tiger thì anh em phải chú ý xoáy cho đúng. Xoáy cho đúng chiều. Chiều lên trên vậy. Tránh để sai. Rồi anh em cho cái chữ L vào, chữ L này anh em vào đây. Rồi bỏ cái lò xo này vào đây. Rồi. Rồi anh em cho cái co vào, hộp co vào. Cái dòng sạp này thì cái con ốc này nó bự hơn, mình bắt vào sau. Nhà tôi nhanh nha.
tiền ốc này nó có một loại là đời đời trước á, đời cũ á, thì nó dùng bằng tô vít vít dẹp, nhưng đời mới sau này thì nó dùng bằng phục giác. Vành con ốc này sao cho nó vừa không rụt được cái thoi để kéo này ra, để nó bung ra được là được nha anh em. Ốc này nó ở đây nha anh em. Đây. Đây con ốc nhỏ còn lại này nha, bắn vào đây nha. Rồi, ở đây cái chốt gần vào đây. Bơm thử ngay. Cầm lại. Rồi. Ở đây nó có một cái chữ C. Chữ C này anh em. Cài vô đây. Rồi. Rồi. Vậy là mình đã kết thúc cây sạc Tiger bằng hiêu nha nha. Anh em nào thích thì đăng ký giúp mình, anh nào chưa hiểu được thì cứ inbox cho mình, bình luận ở dưới mình sẽ trả lời tất cả những cái thắc mắc của anh em. Ở đây có chốt an toàn nha anh em. Rồi chào anh em nha, hãy đăng ký cho mình một like để mình có động lực làm những video tiếp theo, làm những cái clip tiếp theo cho những anh em tập chơi. Còn những anh em nào đã chơi quá rồi thì không cần phải xem nữa. Cảm ơn anh em. Chào anh em.